38 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Honda Wishmatic sản xuất đời 2005, đăng ký 5 chỗ ngồi số sàn, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, thích hợp cho quý anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng. Mấy anh chị nào đang học bằng thì lấy chiếc xe này về luyện tay lái là khá ok luôn ha. Đăng kiểm thì em nó còn tới tháng 8 năm 2024 đó, mới đi đăng kiểm lại. Chiếc này thì đăng kiểm là 1 năm. Dung tích xi lanh là 0.8 thì độ tiêu hao nguyên liệu của chiếc này chỉ là 6 lít xăng, 7 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Nội thất của em nó thì sở hữu một dàn ghế nỉ nhìn rất xinh xắn, rất là xịn sò. 38 triệu đồng là anh chị sở hữu ngay chiếc xe Wishmatic sản xuất đời 2005 này nha. Máy móc ngon lành, tắp bê tắp lô sạch sẽ nha quý anh chị nha. Đó. Xe này thì keo chỉ nó lem nhem ha, chứ nó không vin thì nó không vin đâu. Nói chung là xe thì sơn đi sơn lại, ngày trước cũng chạy taxi dịch vụ ra. Đó. Thì chỉ có số tiền là 38 triệu đồng mà thôi. Đó, nhưng máy móc là gầm bè đồng sơn sạch sẽ. Đó, máy thì em bảo kê của chú anh chị luôn ha, chạy ngày 1-200 cây số bình thường, tại vì xe này mới vừa đăng kiểm rồi nha cô chú anh chị. Đăng kiểm còn tới tháng 8 thì anh chị không suy nghĩ ha. Đó, được cái bốn cái cặp mâm nhìn ngon nè, bốn cái mâm nhìn đẹp nè, vỏ bánh thì trong chung cũng được coi như là 50% đi. À, lên nổ máy cho anh chị xem ha. Đây, lúc anh chị cứ hỏi, ủa cái chìa khóa ở đâu vậy anh ba? Đây, đây anh ba. Đó, máy móc đồng sơn xi nội thất sạch sẽ, 38 triệu đồng là một sự lựa chọn cho anh chị có ngay một con xe tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng nha cô chú anh chị. Đó, đèn còi côn số nhẹ nhàng, mọi chức năng đang hoạt động rất là trơn tru, không thiếu một cái gì hết nha anh chị nha. Đó, anh chị cô chú nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Wishmatic sản xuất đời 2005 với số tiền là 38 triệu đồng này thì xin vui lòng liên hệ với em Duy ha, và số điện thoại đó là 0968 22220. Đây, máy móc rất khô ráo sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đây, trong này thì dung tích xi lanh là chỉ có 0.8 thôi, xăng thì em nó rơi 6-7 lít xăng trên 100 cây số. Rồi, vậy ha. Ok. Đó, bao chạy ngày 1-200 cây số là bình thường. Em nó có bộ đèn rất là sáng anh chị ha. Đồng sơn si sạch sẽ thôi. Em nó không đẹp lồng lẫy, không đẹp len keng, cũng không đẹp len xe ben đâu, nhưng được cái đăng kiểm em nó còn rất là dài. Đây, gầm bè cho anh chị xem luôn ha. Đây, hệ thống dàn khoang gầm. Đó. Gầm ok nha quý anh chị nha. Đó. Sạch sẽ, gầm vẫn còn cứng cáp ha. Nói chung cũng có một mọt chứ không phải là không có. Nhưng nói chung là xấu xấu vẫn cũng một vết nát nhưng vẫn còn chấp nhận được nha cô chú anh chị. Đó, anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp á, muốn sở hữu chiếc xe này lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa. Với số tiền chỉ có 38 triệu đồng mà thôi thì xin vui lòng liên hệ với em. Và đây là lần đầu tiên của chú anh chị đến với kênh của em, nếu chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật nhiều mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.